Chào các bạn nha. Hôm nay mình sẽ mở hộp và gắn cái cản EV cho xe Accenter 135 năm số của mình nha. Mở hộp ra thì bên trong gồm có sách hướng dẫn lắp đặt, một bộ ốc gắn cản, một bộ ốc gắn đế thùng EV và hai thanh sắt ha. Mình sẽ quay chi tiết từng món cho các bạn xem. Đây là cái bộ ốc gắn đế thùng. Còn đây là cái bộ bát và ốc gắn cản. Theo cá nhân mình thấy thì gắn cái cản này cực kỳ khó nha. Mình khuyên chân thành, nếu mà các bạn không chuyên á thì nên mang ra cái chỗ mà các bạn mua cản để gắn luôn, thì như vậy nó sẽ đỡ tốn thời gian cho các bạn. Mình đã bị hành và tốn rất nhiều thời gian và công sức thì mới gắn được cái cản này nha. Cụ thể như thế nào thì bây giờ mình sẽ chia sẻ cái cách gắn cản này của mình cho các bạn tham khảo nha. Đầu tiên thì mình sẽ tháo hết dàn áo ra để gắn cho nó dễ. Sau đó để gắn được cái bát cản thì mình cần phải khoét một cái phần nhựa đen của cái dè sâu thì mới gắn được nha. Phần này thì nó khá là khó khoét. Nếu khoét không cẩn thận mà bị hở thì khi chạy vào mùa mưa, nước và bụi bẩn nó sẽ lọt vào bên trong. Để khoét được á, các bạn cần phải rá cái cản lên rồi làm dấu. Các bạn lưu ý là cái bát cản phải ôm sát vào cái thanh sắt của sườn xe rồi mới làm dấu nha. Như vậy khi các bạn khoét á, thì nó sẽ chuẩn hơn. Làm dấu xong á, thì mình sử dụng dao rọc giấy để khoét. Khi sử dụng dao rọc giấy á, thì các bạn nhớ cẩn thận nha, để tránh làm đứt tay của mình. Và còn một điều nữa, khi gắn cái bát cản này á, nếu mà các bạn để cái cục canh vào rồi mà các bạn mới siết ốc á, thì cái phần bát nó sẽ bị lòi ra ngoài và nó đụng vào cái ốp sườn.
và không thể gắn được cái con ốc lục giác như trong video nè. Phần này thì mình bỏ, mình không có sử dụng cái cục canh. Mình sẽ dùng cái con ốc mình siết cứng và siết ép cái cản vào sát bên trong luôn nha. Để khi mà mình gắn cái ốp sườn vào và nó không có bị cạ vào cái bát và vẫn gắn được cái con ốc lục giác nha. Rồi sau khi siết ép vào trong rồi thì mình sẽ sử dụng cái con ốc ngắn hơn để mà mình cố định lại cái bát ha. Mình đã tốn rất là nhiều ốc để siết vào và nó bị tuôn rất là nhiều nha, do lúc đầu mình sử dụng mấy con ốc ngắn để siết cho nên rất là dễ bị tuôn. Khi mình dùng cái con ốc dài hơn để mình siết và thì nó sẽ siết dễ hơn và nó ép vào bên trong nhiều hơn nha. Đây là cái cách gắn cái bát cản này của mình. Nếu mà bạn nào có cách nào hay hơn thì có thể bình luận ở phía dưới để cho mình tham khảo với nha. Rồi xong cái phần cái bát rồi thì tới cái phần đế thùng. Để thùng khi mà gắn vào thì các bạn nhớ ép hai cái cản vào bên trong thì mới rá được nha. Các bạn lưu ý là tất cả thì mình chỉ nên rá vào thôi chứ đừng có siết cứng nha. Sau khi rá xong hết tất cả rồi thì mình mới siết cứng lại nha. Ok, chốt lại cái cản này thì khó nhất là cái phần bát cản. Phải khoét nè, rồi phải siết ép vào bên trong là khó nhất thôi. Thì còn lại thì nó cũng khá là đơn giản. Nếu mà các bạn có cái cách nào hay hơn thì bình luận ở phía dưới cho mình tham khảo với nha. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video của mình.